Đây đứng trên này con, đứng trên. Là con tên gì? Con tên là Maria Đỗ Thị Thu ạ. Hôm nay con 28 tuổi ạ. Con là đạo Tân Tòng ạ. Hôm nay con vào đây để làm chứng cho Chúa với con gái con. Cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu cách đây 3 năm. Thế xong lúc đấy cháu bị xuất huyết hết. Vừa đi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo chẩn đoán là cháu bị ban xuất huyết giảm tiểu cầu. Lúc đó con... bé nó tên là gì? Cháu là Maria Nguyễn Phương Vi. Hôm nay cháu 8 tuổi ạ. Bị xuất huyết gì con? Cháu bị sốt huyết giảm tiểu cầu ạ. Thế xong lúc đó thì con cũng chỉ biết khóc thôi, bởi vì người ta bảo là bị bệnh sốt huyết giảm tiểu cầu này sẽ phải uống thuốc suốt đời, không bao giờ khỏi được. Lúc đó con rất là lo sợ. Thế xong con chỉ biết cầu xin Chúa đức mẹ ban ơn cho con đến nay là 3 năm cháu không phải dùng được thuốc nữa. Cháu vẫn đi kiểm tra định kỳ, cháu vẫn bình thường ạ. Sao con biết được con ở đâu? Con ở Hà Nội ạ, ở giáo xứ Thạch Bích ạ. Sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay từ Thạch Bích, Hà Nội, con đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa? Con, mẹ chồng con là người, mẹ chồng con cũng là người Công giáo, cho nên là mẹ con hay nói về lòng thương thương xót và làm chứng thương thương xót, cho nên là con biết là hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa. Rồi gốc của con là đạo gì? Con là đạo Phật ạ. Đạo Phật, rồi con lấy chồng thì con theo đạo, đúng không? Vâng ạ. Vâng, và thưa chị em, đây là một người gốc đạo Phật, lấy chồng theo đạo, mà lòng tin nó mạnh đến mức độ mà từ ngoài Bắc, Thạch Bích, Hà Nội bay vào đây để làm chứng rằng Chúa đã cứu đứa con của mình. Và trong nước mắt chị biết rằng là đứa con ấy xuất huyết tiểu cầu, khó mà có thể khỏe mạnh được như ngày hôm nay. Con sinh khi con mang thai, con đứa thứ hai của con là khi con mang thai đứa thứ hai thì cháu mới được có 8, con này mới được có 8 tháng thì con đi lên trạm xá thử thì người ta bảo là con bị đứa mang thai, thế nhưng mà không giữ được đứa bé này đâu, phải đi bỏ đi, bởi vì mang thai khi con sinh mổ nó quá dày. Thế cho nên là các mọi người mới cứ khuyên con là đi bỏ đứa bé đấy đi, thế nhưng mà con về nhà con cứ khóc suốt. Thế xong lúc Chúa ban ơn cho con bảo là tôi thì cứ cầu nguyện với Chúa, thì đến lúc này con trai con cháu được 8 tuổi, cháu rất là ngoan ngoãn khỏe mạnh ạ. Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây, tặng cho em cái CD bước trong tin yêu. Rồi, rồi Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, xin mời...